Xin chào mừng các bạn đến với kênh Lê Đạt Gaming. Trong trận đấu ngày hôm nay, Bet 2019 giữa đội Olympique Lyonnais gặp Lê Đạt FC. Trong trận đấu này, hai đội khá cân bằng về mặt điểm số. Và liệu hôm nay trận đấu này sẽ hấp dẫn như thế nào? Xin mời các bạn đón xem. Trước khi các bạn đón xem thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh cho Lê Đạt Gaming để kênh ngày càng phát triển. Và đừng quên ủng hộ kênh. Các bạn nhớ comment ở dưới kênh những điều thắc mắc để kênh ngày càng có kinh nghiệm và phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ vào đội hình chính của đội Lê Đạt FC như sau. Phong độ như thế nào? Diego Costa đang có phong độ rất yếu. Thay vào đó là Mario Balotelli. Rooney đã cho ra nghỉ. Đã lâu lắm rồi chúng ta không được xem Mario Balotelli sát cánh bên Higuain và Richardson đá hậu cung. Trận đấu sẽ được bắt đầu. Các bạn đừng quên nhớ like, subscribe, chia sẻ cho kênh Lê Đạt Gaming ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Và trận đấu được bắt đầu. Olympiacos đá bên cánh trái và Lê Đạt FC đá màn hình phải. Đội bàn dẫn bóng. Được phay. Peter Aqua. David Luiz tung người móc bóng. David Silva đã phá bóng lên. Higuain. Higuain chuyền bóng cho David Silva. Bellerin. Bizi, Bellerin. Hector Bellerin đang hoạt động bên cánh phải. Mario Balotelli rất chậm. Đã phải làm gì đây? David Silva. Như có thể nói đội bàn nhập cuộc rất phấn khởi. Richardson anh rất khéo léo. Hector Bellerin. Richardson. Pizzi. Parker. Pizzi. David Silva rất thuần thục. Lê Đạt FC tìm đường vào khung thành đội bàn nhưng rất khó khăn. Mario Balotelli. Richardson. Đội bàn rất áp sát rất nhanh. Higuain. Kịp không? Không kịp. David Silva là người ném biên. Pizzi để bóng đến chân cầu thủ Đập phay. Liệu có tạc kịp không? Được phay. Hậu vệ đội Lê Đạt FC đã phá được bóng. Và Ai Giáng là người phát bóng lên. Higuain bóng tới đầu Higuain lúng túng trong pha tranh chấp với đội bạn. Richardson. Balotelli rất nhung nhiễn.
Richardson. Rất đẹp mắt. Và tỷ số đã mở cho đội Lidan FC. Người ghi bàn không ai khác là Mario Balotelli. Với pha đập nhà quen thuộc thì đội bóng Lidan FC đã mở tỷ số. Pha đập nhà thành bàn rất thành công. Người ta đã nói đến Mario Balotelli rất nhiều. Một pha dứt điểm mẫu mực vào góc trái của khung thành đội bạn. 1-0 cho Lidan FC. À khóa. Daniel. Tarrier. À khóa. Tare nhà bóng lui cho đồng đội. Lại là Tare. Rất thông thục. Tare. Không được, bóng đã vọt xa. Thủ môn Ê Giang hình như đã đấm được bóng. Không, bóng đã vọt xa. Thủ môn chưa đụng vào bóng. Vào phạt góc cho đội bạn. Tare. À quá. Không vào. Sự cảnh giác của Ajax đã rất tốt. Anh ta chơi bóng rất tập trung. Được phay. Và hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Lidan FC. Xin mời các bạn và quý vị tạm nghỉ trong ít phút trong khi đổi đội hình. Hiệp 2 có những sự thay đổi như sau. Ronny Lopez sẽ thay cho Diego David Silva. Và như vậy là đủ. Hiệp 2 sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Xin mời và quý vị và các bạn đón xem hiệp 2 trận đấu giữa Lidan FC và Olympique Lyonnais sẽ được bắt đầu. Richardson. Higuin, Mario Balotelli. Bóng đã trực dọc. Balotelli dứt điểm trực cú dọc không hẳn đúng không ạ? Sự tiếc nuối Balotelli hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anthony Lopez. Mày đi. Đội bàn không có sự phối hợp nhịp nhàng trong hiệp 1 và không có cơ hội tiếp cận công thành của đội Lidan FC nhiều. Anh đã phải liệu hiệp 2 có làm được chuyện không? Chúng tôi vừa nhắc lại những cơ hội thì hiện tại Thao Rê đã ghi bàn. Pha ăn mừng của đội bạn rất là vui và đầy phấn khởi. Pha phối hợp không kém độ sắc sảo của đội bạn. Pha đập nhã thành bàn rất thuần thục. Thủ môn này dáng đành bó tay. Higuin phát bóng. Bị gì? David Luiz. Và tỷ số hiện tại là cân bằng 1-1 cho hai đội.
Và phối hợp rất mạnh khiến Balotelli không thể đón được bóng. Làm như thế nào đây? Danner, Anthony Lopez, bóng phạt bóng lên rất dài. Được phay. Richardson, vào đi. Hình như đội bạn đã bắt bài rất tốt trong những pha chuyền bóng tấn công của đội Lê Đăng FC. Richardson, vào đi. Mario Balotelli, Balotelli chuyền vào. Anh ta quyết định không chuyền. Vào đi. Vào. Gonzalo Higuain đã ghi bàn. Và những pha nhảy máu của đội. Đúng là như vậy, tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho đội Lê Đạt FC. Một trận đấu rất hấp dẫn, một pha rượt đuổi tỷ số cũng rất ngoạn mục giữa hai đội. Pha bấm bóng của Higuain rất khó chịu khiến thủ môn không tài nào đỡ được. Matthew Depay một mình một bóng trên hàng công thì Depay không nói gì nhiều. Carrer, Mario Titi, Richardson, Richardson, Higuain đang đập nhã với Bizzy và phối hợp rất nhuần nhuyễn, liệu có thêm bàn thắng hay không? Mario Balotelli, Anthony Lopez đã cảnh giác. Phút thứ 83 của trận đấu. Hiện tại Lê Đạt FC đã dẫn trước 2-1 trước Olympique. Rất tốt, thủ môn rất chịu khó ra vào. Đó là ý dáng. Mario Balotelli kịp không? Được phải, không vào, bóng nó trực dọc. Pha tuyệt nối của đầu phay. Thủ môn ở gian. Rất tiếc cho đầu phay. Ở gian phát bóng. Phút thứ 90 cộng 2 của trận đấu. Và bù giờ 2 phút là cuối cùng của hiệp 2. Mario Balotelli, PC, Richardson đã có bóng, liệu có bàn thắng không? Wow! 3-1 đã nói lên tất cả. Người ghi bàn là Richardson. Một pha đón bóng rất mạo mực. Wow, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Một trận đấu với nhiều cảm xúc, với nhiều bàn thắng đã nói lên tất cả. Và 2 phút bù giờ đã có thêm một bàn thắng cho đội Lê Đăng FC. Và đến giờ phút này chúng ta đã nối quay kết thúc trận đấu hiệp 1. Cả trận đấu Lê Đăng FC và Olympique Lyonnais. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1. Các bạn chào tạm biệt và các bạn đừng quên nhớ like, subscribe và share cho kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.